phụ nữ người Ế Đê ở huyện miền núi Sơn Hòa từ thuở thiếu niên đã có thói quen hút thuốc lá. Hiện nay, nhận thức tác hại của việc hút thuốc lá trong cộng đồng đã được nâng lên. Thói quen này đang dần dần được xóa bỏ. Có mặt tại thôn xây dựng xã Suối Trai trong một ngày cuối tháng 5, chúng tôi nhìn thấy nhiều cụ bà mang gùi chuẩn bị lên rẫy. Miệng rít và điếu thuốc được vấn bằng lá chuối thật to. Trước đây là người Ế Đê, chúng tôi thường đi rẫy lúc là nhất là mùa mưa lạnh, bà con ở đây là để bốc cây thuốc. Khi về quây quần bên nhau thì cũng điếu thuốc để cho ấm bụng, thế là bà ông đấy nghiện lúc nào cũng hay. Thuốc lá trong tiếng Ế Đê còn gọi là hắc, được làm từ thuốc lá phơi khô quấn với lá chuối tươi. Lá thuốc được bà con trồng trên rẫy, đến kỳ thu hoạch thì đem phơi khô từ 1 đến 2 tháng. Sau đó cắt nhỏ và quấn lá chuối khi dùng. Sở dĩ bà con quấn thuốc với lá chuối thì giữ được mùi vị của thuốc, giúp người hút được sảng khoái hơn. Chính vì trở thành thói quen nên điếu hắc trở thành người bạn không thể thiếu đối với những người phụ nữ lớn tuổi. Hút khổ nhỏ. Mà sao mà giờ nó ghiền rồi ấy. Ghiền. Xuất phát từ đâu? Ồ ê là bà mẹ cho đi đốt đi thuốc ấy. Để tập nó quen. Quen ấy nó thèm nó ghiền thuốc. Nó giờ bỏ thuốc hết được không? Được. Hiện nay con gái người đồng bào dân tộc ở độ tuổi 9 đến 10 không còn hút thuốc nữa. Vì khi đến trường, bản thân các em đã được giáo dục và ý thức rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, các bậc phụ huynh nhận thức được tác hại của việc hút thuốc lá nên đã vận động các thành viên trong gia đình bỏ thuốc và họ cũng không cho con nhỏ hút thuốc như lúc trước nữa. Em xem TV thấy cô gái ngày xưa không có ai hút thuốc. Ở trường thầy các thầy cô biểu hút thuốc lá có hại cho cơ thể, hút thuốc lá bị hôi nhiều. Tính vì thế em không hút thuốc lá. Về cái cương vị của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các hội viên phụ nữ và những người dân hiện đang hút thuốc lá. Bên cạnh đó thì Hội sẽ kết hợp cùng với những lực lượng hội viên nòng cốt đến tận những người mà đang hút thuốc lá, nhất là những người già, để mà tuyên truyền vận động cho họ biết được cái tác hại của thuốc lá. Việc phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số dần bỏ thói quen hút thuốc lá là việc làm đáng hoan nghênh. Và để xóa bỏ hẳn tập tục này, thiết nghĩ chúng ta cần phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số để tác động mạnh đến tư tưởng người dân, bởi họ chính là cầu nối hiệu quả nhất trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương. Có như vậy, tình trạng phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số hút thuốc lá sẽ không còn nữa.